Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ doanh nhân, tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, được Forbes ghi nhận sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện bà đang giữ chức vụ tổng giám đốc của hãng hàng không Vietjet Air và là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị của ngân hàng HD Bank. Bà là cử nhân kinh tế tài chính tín dụng ngân hàng, là tiến sĩ kinh tế. Phần lớn tài sản của bà Thảo đến từ số cổ phần đã được niêm yết của hãng hàng không Vietjet Air sau khi hãng này IPO vào tháng 2 năm 2017. Ngay sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu nữ tỷ phú đầu tiên của Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Tuổi thơ của nữ tỷ phú trẻ. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo bước vào thương trường khi còn là sinh viên năm thứ hai. Nhưng cơ hội thị trường Đông Âu đang trong tình trạng thiếu thốn hàng tiêu dùng, mọi thứ đều khan hiếm. Bà Thảo đã bắt đầu kinh doanh đủ thứ từ hàng điện tử, máy tính, máy phát đến băng đĩa, đồng hồ, thậm chí cả hàng nông sản từ các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông sang Đông Âu. Song song với đó, bà cũng đưa về Việt Nam những mặt hàng thị trường khan hiếm và cần thiết như thiết bị, sắt thép, phân bón. Theo hãng tin Bloomberg, Nguyễn Thị Phương Thảo kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên khi mới chỉ 21 tuổi nhờ bán máy vét và nhựa cao su. Triệu phú đô la tuổi 21. Khi bắt đầu khởi nghiệp, vốn liếng của bà Thảo lúc bấy giờ chỉ là một chữ tín và sức lao động chăm chỉ đến phi thường của bản thân. Đối với bà Thảo, việc kinh doanh bắt đầu từ lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 2 giờ sáng hôm sau là điều bình thường. Bà chia sẻ, khi thấy mình chăm chỉ và có trách nhiệm thì các đối tác phân phối lớn sẽ chọn là đại lý để phân phối hàng cho họ nên mình không cần nhiều vốn. Do mình làm việc rất hiệu quả và trung thực. Ví dụ, thị trường giá cả hay biến động thì mình làm việc theo cách ngày nào giá bao nhiêu và doanh thu ngày hôm đấy tương ứng với giá hôm ấy thì mình đều thông báo cho họ rất cẩn thận. Bởi vậy, người ta có niềm tin và thấy được làm việc với mình rất hiệu quả, doanh thu lợi nhuận đảm bảo tốt. Chỉ bằng niềm tin mãnh liệt và sức lao động cần cù, sau 3 năm, bà Thảo đã có 1 triệu đô la đầu tiên, thời đó là rất lớn. Trở thành triệu phú đô la đầu tiên khi mới 21 tuổi nhờ kinh doanh với loại hàng điện tử, máy văn phòng, máy phát và cao su tự nhiên. Với số vốn này, bà Thảo cũng bắt đầu chuyển sang kinh doanh với những mặt hàng công nghiệp như sắt thép, máy móc, phân bón và một số loại hàng hóa khác. Tuổi thơ êm ấm và được hưởng nền giáo dục và tình thương của gia đình chính là chìa khóa giúp bà Thảo sẵn sàng đối mặt và chinh phục thử thách lớn. CEO Vietjet Air, người làm thay đổi thị trường hàng không Việt. Mặc dù nổi tiếng khi còn rất trẻ, nhưng tên tuổi của bà Thảo lại gắn liền với Vietjet Air. Sau khi quay về Việt Nam, bà góp vốn thành lập ngân hàng Techcombank và VIB, hai ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Sau đó, bà góp vốn vào thị trường bất động sản và lĩnh vực hàng không với vị trí tổng giám đốc của Vietjet Air. Điểm đặc biệt trong kinh doanh của bà Thảo đó là bà không có hứng thú làm chuyện con cò. Hơn nữa, bà lớn lên trong điều kiện chưa bao giờ thiếu thốn về vật chất nên kiếm tiền chưa bao giờ là mục tiêu của bà. Với việc thực hiện giấc mơ bay, nữ tỷ phú từng chia sẻ, trước khi Vietjet tham gia thị trường, chỉ có 1% dân số được tiếp cận với phương tiện được cho là xa xỉ và chỉ dành cho người giàu này. Chúng tôi đã có quyết định rất đột phá là hướng tới những đối tượng chưa đi máy bay bao giờ, thậm chí chưa biết chữ và chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng quê của mình. Để xây dựng Vietjet Air tăng trưởng thần tốc như hiện nay, bà Thảo đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới bắt đầu. Bà còn phải đứng trước áp lực cạnh tranh của các ông lớn như Vietnam Airlines và con mắt nghi ngờ của thị trường. Muốn có được giấy phép đầu tư Vietjet vào năm 2007, bà Thảo đã phải mất tới 10 năm nghiên cứu các mô hình hàng không giá rẻ như Southwest, Ryanair và Air Asia. Nhưng khi bắt tay vào hoạt động thì lại gặp giá dầu lúc đó tăng cao, buộc kế hoạch phải hoãn lại. Đến năm 2010, Vietjet Air nhận được thỏa thuận liên doanh với Air Asia, nhưng lại gặp vướng mắc khiến việc liên doanh không thành. Không từ bỏ giấc mơ của mình, bà đã tự mở hãng hàng không tư nhân lấy tên Vietjet Air. Định hướng phát triển theo mô hình bay giá rẻ với mục tiêu trở thành một Emirates của châu Á. Dưới bàn tay lãnh đạo tài tình của bà, Vietjet Air đã tăng trưởng thần tốc. Chỉ trong giai đoạn năm 2014 đến 2016, hãng bay này đã chiếm 29% thị phần. Thành tích đáng nể này chính là nhờ sức tăng trưởng của ngành giao thông vận tải và động lực từ kết quả kinh doanh của đối thủ Vietnam Airlines. Ngày 23 tháng 5 năm 2016, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hãng hàng không Vietjet đã ký thỏa thuận thuê mua 100 chiếc Boeing 737 MAX 200 của tập đoàn đến từ nước Mỹ, trị giá 11,3 tỷ đô la. Tính đến năm 2019, Vietjet đã chiếm hơn 40 thị phần nội địa, ghi nhận lãi kinh doanh ngay trong năm thứ hai cất cánh. Quan điểm kinh doanh.
Nhận được khá nhiều câu hỏi tương tự về bí quyết kinh doanh trong thương trường, bà Thảo trả lời rằng mình không sử dụng chiêu trò và bà nhắc nhiều đến việc mơ lớn, kinh doanh lương thiện và tự tin. Nhiều người từng tiếp xúc cho rằng bà Thảo không phải là mẫu doanh nhân nói suông mà giống kiểu một nữ chiến binh có tinh thần lan xả hơn. Những ai đã từng tiếp xúc với bà Thảo đều có ấn tượng đặc biệt về người phụ nữ này. Không chỉ có gu thời trang chuộng tông màu nổi bật, thường xuất hiện với mái tóc buông dài hoặc búi cao trên đỉnh đầu và không thiếu tóc mái hiển nhi vốn đã trở thành thương hiệu. Không chỉ có vẻ ngoài điềm đạm như mì, CEO Vietjet Air là người có nụ cười ngọt ngào, duyên dáng khi nói chuyện luôn lễ phép với tiếng dạ thưa. Bà từng được tổng giám đốc John Leahy của Airbus nhận xét, bà Thảo là người phụ nữ có bàn tay sắt bọc nhung bởi sự cứng rắn bên trong, vẻ ngoài mềm mỏng mỗi khi đàm phán hợp đồng. Hơn nữa, tuy sở hữu khối tài sản khổng lồ, thế nhưng bà Thảo chia sẻ, tôi chưa bao giờ ngồi đếm xem mình có bao nhiêu tiền. Những giải thưởng đạt được. Tháng 11 năm 2018, Tổng thống Singapore Hamimat Yacob và Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN Robert Yap trao cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo hai giải thưởng nữ doanh nhân xuất sắc tại khu vực ASEAN và nữ doanh nhân xuất sắc Việt Nam. Đến tháng 12 năm 2018, Pháp chính thức vinh danh nữ doanh nhân của Vietjet Air trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới với vị trí thứ 44, tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Ngoài ra, Bloomberg cũng đánh giá bà là một trong 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu năm 2018. Bên cạnh những nhân vật toàn cầu như Chủ tịch cựu dự trữ Liên bang Mỹ, Giám đốc tài chính của Microsoft, Ngoại trưởng Canada, Tổng thống Nam Phi. Gia đình của nữ doanh nhân. Chắc hẳn không ít người thắc mắc về người chồng của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo là ai. Tuy ít xuất hiện trước báo chí, nhưng khi nhắc đến Vietjet, giới doanh nhân sẽ nghĩ ngay đến cặp doanh nhân quyền lực Thảo Hùng. Nhất là khi biết về gia thế khủng của người chồng, luôn đứng phía sau là chỗ dựa vững chắc cho bà Thảo. Ông Nguyễn Thanh Hùng hiện là thành viên Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp của APEC. Do Thủ tướng phê chuẩn, Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam, Hoa Kỳ, đồng thời là thành viên duy nhất của DN Việt Nam tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và được diễn đàn này họp tại Davos, Thụy Sĩ năm 2007, bầu chọn là nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu. Ông cũng chính là nhà đồng sáng lập của Sovico Holding, tập đoàn lớn đang hoạt động ở nhiều lĩnh vực bao gồm tài chính ngân hàng, bất động sản, hàng không ở Việt Nam và còn là nhà sáng lập viên của VIB và Techcombank. Những phát ngôn thâm thúy của nữ tỷ phú Vietjet Air. Nếu bạn thắc mắc tại sao người phụ nữ này lại có thể làm việc suốt 21 tiếng mỗi ngày trong suốt 30 năm, thì đây chính là câu trả lời từ nữ tỷ phú. Mọi người hỏi tôi làm thế nào để có thời gian cho mọi việc, và câu trả lời của tôi là hãy có cách nhìn lãng mạn về các vấn đề, cùng với sự lạc quan và óc hài hước. Bởi vì sự nghiệp của một doanh nhân vốn chẳng bao giờ êm ả, và những thách thức chỉ có thể vượt qua nhờ tinh thần và thái độ như thế. Nguyễn Thị Phương Thảo nói về thái độ nhìn nhận sự việc để có thể đối mặt với nó mỗi ngày. Tôi tin rằng tôi cũng như bất cứ người phụ nữ Á Đông nào đều đã được dạy đức hy sinh, sự quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ, tính dịu dàng, bao dung, cho đi mà không đòi hỏi, nghĩ về những người khác trước khi nghĩ về mình và mang những đức tính ấy vào công việc của mình. Ngoài ra, nếu bạn càng ít mong đợi từ những người khác, bạn sẽ càng hạnh phúc khi nhận được điều đó ngay trong lúc bạn không ngờ tới nhất. Là lãnh đạo thì càng phải tìm cách mang lại môi trường làm việc và những điều kiện tốt nhất cho cán bộ, nhân viên. Và thực tế chúng tôi, những con người của Vietjet đã làm việc, cống hiến và phát triển. Ngoài việc là cổ đông lớn nhất của Vietjet Air, tập đoàn Sovico Holding của gia đình bà đã mua lại Furaba Resort Đà Nẵng vào năm 2005, trở thành nhà đầu tư người Việt đầu tiên sở hữu và vận hành khách sạn 5 sao Furaba Resort Đà Nẵng, khai trương vào năm 1997 với 198 phòng là khu nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Trái ngược với dáng người nhỏ nhắn và nụ cười ngọt ngào của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo chính là ý chí bền bỉ và những giấc mơ lớn. CEO Vietjet Air chính là người phụ nữ đã làm thay đổi ngành hàng không Việt Nam. Nếu có ý kiến gì về nữ tỷ phú 21 tuổi này, hãy để lại comment phía bên dưới. Và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh nhé!